bạn mới xin vợ được vài tỷ, muốn xây nhà nhưng chưa tìm được nhà thầu uy tín. Hãy để VFX. Anh nói cái gì? À nhầm, hãy để Tiến Phát số 8 lo. Với 14 năm kinh nghiệm và hơn 300 căn nhà phố đã hoàn thiện và đi vào sử dụng, công ty Tiến Phát số 8 là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà phố khu vực Hồ Chí Minh và lân cận. Hiện tại công ty tặng ngay gia chủ một bộ tủ bếp khi ký kết hợp đồng thi công, miễn phí thiết kế, xin phép xây dựng và chi phí pháp lý. Liên hệ ngay công ty Tiến Phát số 8 để được tư vấn miễn phí mọi vấn đề về xây dựng và tải ngay app Tiến Phát số 8 để tham khảo các mẫu thiết kế nhà phố miễn phí cũng như dự toán chi phí xây dựng cho ngôi nhà yêu thương của mình nha anh chị em. Xin chào, rất vui và được gặp lại các bạn. Thuyết âm mưu thường nhảm ruồi và không đáng tin cậy, nhưng có những giả thuyết khiến người ta sốc khi tìm ra chân tướng. Và sau đây là 5 thuyết âm mưu điên rồ đã trở thành sự thật. Sự kiện Vịnh Bắc Bộ. Thuyết âm mưu. Chính quyền Mỹ xuyên tạc diễn biến sự kiện Vịnh Bắc Bộ ngày 4 tháng 8 năm 1964 để lấy cớ leo thang đánh phá miền Bắc Việt Nam. Sự thật. Năm 1964, chiến lược chiến tranh đặc biệt lấy người Việt Nam đánh người Việt Nam của Mỹ về cơ bản đã thất bại và đứng trước nguy cơ phá sản hoàn toàn. Nhằm cứu vãn tình hình, Tây quốc Mỹ quyết định dùng sức mạnh quân sự để phá hoại triệt để miền Bắc Việt Nam, hậu phương chiến lược quyết định thế cục chiến tranh tại miền Nam. Kể từ 31 tháng 7 năm 1964, tàu khu trục USS Maddox của Hải quân Mỹ đã nhiều lần ngang nhiên vi phạm lãnh hải Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để trinh sát và bắn phá nhằm khiêu khích lực lượng của ta. Ngày 2 tháng 8 năm 1964, 3 tàu phóng lôi của miền Bắc Việt Nam đã thành công đánh đuổi tàu Maddox tại khu vực phía đông đảo Hòn Mê, Thanh Hóa, buộc địch phải rút chạy ra vùng biển quốc tế. Sự kiện này được dư luận nhiều nước, trong đó có cả dư luận Mỹ thừa nhận và đã kịch liệt lên án hành động xâm phạm chủ quyền trắng trợn của Mỹ. Giới cầm quyền Mỹ hiểu rằng nếu chỉ vin vào nguyên cớ này để đánh phá miền Bắc Việt Nam thì sẽ chưa đủ độ thuyết phục. Họ cần thêm một ngòi nổ, một thứ gì đó kích thích sự phẫn nộ của công chúng Hoa Kỳ để họ ủng hộ cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam. Để đạt được mục đích, Mỹ đã chấp nhận cất liêm sỉ vào một xó và bịa ra câu chuyện rằng vào đêm ngày 4 tháng 8 năm 1964, các tàu phóng lôi của lực lượng hải quân miền Bắc Việt Nam đã một lần nữa vô cớ tấn công tàu Maddox và Turner Joy trong hải phận quốc tế. Lấy cớ đó để thúc ép Quốc hội Mỹ thông qua cái gọi là Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ, cho phép Tổng thống Hoa Kỳ là Lyndon B. Johnson toàn quyền sử dụng lực lượng quân sự ở Đông Nam Á. Ngay khi đạt được mục đích, Johnson đã ngay lập tức ra quyết định tấn công trả đũa. Sáng ngày 5 tháng 8 năm 1964, 64 máy bay Mỹ bất ngờ tiến công ném bom vào nhiều mục tiêu quan trọng ven biển Bắc Bộ, mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại quy mô lớn vào miền Bắc Việt Nam. Với sức mạnh quân sự áp đảo, Mỹ có lẽ đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, một thắng lợi dễ dàng. Và họ quên mất rằng, cho đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, thì Pháp cũng từng nghĩ về điều đó. Cả hai đều đã vỡ mộng và thậm chí là vỡ mồm. Nhìn rõ âm mưu và thủ đoạn của đối phương, quân và dân miền Bắc cùng với lực lượng phòng không không quân và hải quân đã anh dũng chiến đấu, bắn rơi nhiều máy bay, bắt sống và tiêu diệt nhiều phi công Mỹ, giành được chiến thắng ngay từ trận đầu. Trở lại với cáo buộc của chính quyền Johnson rằng tàu Việt Nam đã vô cớ tấn công tàu Mỹ, đã có nhiều bằng chứng cho thấy đây hoàn toàn là chuyện bịa đặt. Ngay trong đêm ngày 4 tháng 8, sau khi thuyền trưởng John Herrick của tàu Maddox bày tỏ lo ngại về nguy cơ bị tàu Bắc Việt Nam tấn công, các chiến đấu cơ từ hàng không mẫu hạm Ticonderoga đã được lệnh bay phía trên các khu trục hạm trong một tiếng rưỡi đồng hồ để dò thám tình hình. Chỉ huy phi đội James Stockdale với vị trí quan sát thuận lợi đã không nhìn thấy bất cứ tàu Bắc Việt nào. Các tàu chiến Mỹ chỉ đơn giản là vãi đạn vào các mục tiêu ma. Stockdale thậm chí đã nhìn thấy khoảnh khắc tàu Turner Joy chia súng vào Maddox và cấp trên đã yêu cầu ông phải giữ kín chuyện này. Rõ ràng họ đang diễn một vở kịch được chỉ đạo từ Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Quân đội miền Bắc Việt Nam cũng đã xác nhận rằng ngày 4 tháng 8 năm 1964 là một ngày giông bão và không hề có tàu phóng lôi nào của ta hoạt động tại khu vực và thời điểm như chính quyền Johnson đã bố lão, đã bố cáo. Đấy, đã bảo rồi, dĩ vãng dơ giấy dễ gì dấu giếm. Các hội kín kiểm soát thế giới. Thuyết âm mưu. Một hội kín thống trị thế giới, Illuminati và Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, NSA đang thông đồng với nhau.
Sự thật, hội kín Illuminati nguyên gốc và đầu tiên được thành lập vào năm 1776 bởi nhà tư tưởng người Đức thế kỷ 18, Adam Weishaupt. Đêm ngày 1 tháng 5 năm 1776, năm người đàn ông dưới ánh đuốc lập lòe gặp nhau trong một khu rừng để lập ra một hội kín mới với mục tiêu tạo ra một trạng thái tự do và bình đẳng về đạo đức, thoát khỏi những trở ngại mà sự lệ thuộc, địa vị và sự giàu có liên tục cản đường chúng ta. Trong những năm sau đó, hội kín của Weishaupt đã phát triển đáng kể về quy mô, có thể lên tới 3.000 thành viên vào năm 1784. Rất nhiều trong số đó là các quý tộc, chính trị gia, bác sĩ, luật sư, trí thức và một số nhà văn hàng đầu, bao gồm cả nhà văn Johann Wolfgang von Goethe hay nam tước Adolf von Nick. Sự phát triển nóng của Illuminati đã đánh động giới cầm quyền. Một cựu thành viên của Illuminati đã bơm đều về hội kiến này với nữ công tước xứ Bavaria, nói rằng Illuminati đang âm mưu chống lại Bavaria. Được nóc nhà cảnh báo, công tước xứ Bavaria đã ban hành một loạt sắc lệnh cuối cùng dẫn đến sự tan rã của Illuminati vào năm 1787. Mặc dù vậy, di sản của Illuminati vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Sức ảnh hưởng lâu dài của hội kín này khiến các thuyết âm mưu gia tin rằng Illuminati ngoài mặt thì tan rã, thế nhưng vẫn đang ẩn nấp sau hậu trường, nắm giữ các đòn bẩy quyền lực có thể thao túng các chính phủ và qua đó kiểm soát thế giới. Illuminati được cho là đã nhúng tay vào vụ ám sát Tổng thống thứ 35 của Mỹ, John F. Kennedy, truyền cảm hứng cho nhiều tiểu thuyết nổi tiếng và các bộ phim bom tấn, chẳng hạn như là Thiên thần và ác quỷ của Dan Brown và Con lắc phu cao của tiểu thuyết gia người Ý Umberto Eco, hay gần đây nhất là bộ phim Bác sĩ Chàng trong đà vũ trụ hỗn loạn. Mặc dù không có bất cứ bằng chứng trực tiếp nào cho thấy hội kín Illuminati đang điều hành chính phủ Hoa Kỳ, một mối liên kết giữa hai tổ chức này đã được tìm thấy. Nếu như bạn gõ ngược từ Illuminati, tức là Itanimuli vào Google, kết quả đầu tiên chính là trang web của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Ngạc nhiên chưa? Nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Thuyết âm mưu. Một cơn đột quỵ khiến tổng thống thứ 28 của Hoa Kỳ, Woodrow Wilson, mất đi khả năng điều hành đất nước và vợ ông đã lén lút can thiệp vào việc triều chính. Sự thật, tổng thống Wilson đã thực sự gặp phải một cơn đột quỵ vào mùa thu năm 1919, khiến ông bị liệt một phần và không còn khả năng điều hành. Theo quy trình, Wilson phải đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích bản thân và phải từ chức khi không có đủ năng lực lãnh đạo. Tuy nhiên, vợ hai của ông, Edith Wilson, đã không cho phép điều đó xảy ra. Bà ta làm mọi cách để giấu nội các và báo chí về tình trạng sức khỏe của chồng, ngăn không cho phó tổng thống Thomas Marshall cướp mất ngai vàng của chồng bà và cùng với đó là ngôi hậu của bà. Cho đến tháng 1 năm 1920, Tổng thống Wilson hầu như không liên lạc với bất kỳ ai ngoài gia đình và bác sĩ riêng. Ông cũng đã không họp với nội các của mình cho đến tận tháng 4. Trong suốt phần còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống, bà Edith chính là người đã âm thầm điều hành nước Mỹ. Bà đã thực hiện hầu hết các nghĩa vụ thông thường của chính phủ, xem xét các thông tin liên lạc của Wilson và quyết định xem việc nào thì nên chia sẻ với chồng, còn việc nào thì nên ủy thác cho người khác. Chính vì điều này, nhiều người đã mô tả Edith là nữ tổng thống đầu tiên của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Thế xem ra làm tổng thống mẽo cũng chả khó lắm, nhỉ? Project Sunshine. Thuyết âm mưu. Chính quyền đã đánh cắp xác trẻ em để nghiên cứu về tác động của bụi phóng xạ. Sự thật, trong buổi bình minh của vũ khí hạt nhân, thập niên 50 và 60 của thế kỷ 20, người ta băn khoăn về tác động của bụi phóng xạ đối với mô và cơ thể con người. Dự án Ánh Dương, Project Sunshine, một sự hợp tác giữa Ủy ban Năng lượng Nguyên tử và Không quân Mỹ, đã giải đáp thắc mắc đó bằng cách đo đạc nồng độ strontium-90 trong các mô và xương của người chết. Tuy nhiên, họ lại quan tâm đặc biệt tới các mô của trẻ em bởi chúng là đối tượng có tốc độ phát triển xương nhanh nhất và do đó có xu hướng tích lũy phóng xạ nhiều nhất và chịu tổn thương lớn nhất từ bụi phóng xạ. Phòng khi bạn mới xem VFX lần đầu thì đồng vị phóng xạ strontium-90 là một trong những tác nhân gây ung thư xương hàng đầu. Sau khi đi vào cơ thể, khoảng từ 70-80% strontium-90 được bài tiết, 99% số còn lại lắng đọng trong xương và tủy xương gây ung thư xương, ung thư các mô lân cận và bệnh bạch cầu. Chính vì vậy, nó còn được gọi là kẻ tìm xương, bone seeker.
Mãi 40 năm sau, công chúng mới bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa khi biết rằng dự án Ánh Dương đã lấy mẫu từ nhiều thi thể và hài cốt trẻ em mà không có sự cho phép của cha mẹ chúng. Hơn 1.500 mẫu mô và xương từ khắp nơi trên thế giới, rất nhiều trong số đó thuộc về trẻ sơ sinh và trẻ em, đã được thu thập bởi các nhóm chuyên săn tử thi. Những người liên quan tới dự án đã sử dụng luận điệu phục vụ tổ quốc và thể hiện lòng yêu nước để khích lệ tinh thần của những kẻ đào mộ hay trộm xác. Một cuộc điều tra đã phát lộ ra rằng một số nhà khoa học Anh Quốc đã lấy thi thể trẻ em từ những bệnh viện khác nhau và vận chuyển các bộ phận đến Hoa Kỳ. Một bà mẹ người Anh đã nói rằng các bác sĩ đã cắt mất chân của đứa con chết non của cô và người ta thậm chí đã không cho bà mặc quần áo cho con trong đám tang để tránh sự việc kinh khủng này bị phanh phui. Và đó là sự đồi bại về mặt đạo đức. Hollywood, con rối của chính phủ Hoa Kỳ. Thuyết âm mưu: chính phủ Hoa Kỳ đã hợp tác với Hollywood để thao túng công chúng. Sự thật: một cách không ngoa, chưa có quốc gia nào trên thế giới lại tự họa mình là anh hùng quân đội nhiều như Hoa Kỳ. Get away! Get back! Khi mà Hoa Kỳ tham chiến Thế chiến thứ hai, không chỉ có nam nữ thanh niên nhập ngũ mà Hollywood cũng đã lên đường theo cách của riêng nó. Trước khi mà Hoa Kỳ nhúng chân vào cuộc chiến, Hollywood là nơi tạo ra những bộ phim có nội dung phù phiếm nhằm mục đích giải trí và phân tâm. Mọi chuyện thay đổi sau khi Mỹ tuyên chiến với Nhật Bản tháng 12 năm 1941. Mỹ muốn người dân quan tâm và ủng hộ cuộc chiến mà họ đang tham gia, và phim ảnh dường như là cách tốt nhất để truyền đạt điều đó. Trong khoảng thời gian từ năm 1942 đến năm 1945, Cục Điện ảnh Hoa Kỳ đã xem xét 1.652 kịch bản phim, buộc sửa đổi hoặc loại bỏ bất kỳ nội dung nào miêu tả không tốt về Mỹ, bao gồm bất kỳ nội dung nào cho thấy rằng người Mỹ dường như thờ ơ với chiến tranh. Hollywood, thông qua sự kiểm duyệt của giới cầm quyền Mỹ, bất chấp sự thật, luôn kể về chiến tranh sao cho Mỹ là đẹp nhất, là số 1, là number 1. Bà là nhất rồi. Một ví dụ điển hình cho điều đó là bộ phim The Green Berets, từ Việt là Mũ Nổi Xanh, một bộ phim kể về cuộc chiến tại Việt Nam. Sau khi đạo diễn diễn viên chính John Wayne gửi thư xin tài trợ, Lầu Năm Góc cũng như Tổng thống Lyndon Johnson đã sẵn sàng cung cấp đạo cụ và căn cứ quân sự, đổi lại quyền phê duyệt kịch bản. Mãi sau này, người ta mới biết rằng những hành động tàn bạo của phe Bắc Việt trong phim hóa ra lại là những gì mà quân đội Mỹ đã làm ở ngoài đời thực. Thêm một bằng chứng nữa cho thấy những đối tượng mồm hay nói đạo lý thì thường sống như lợn. Sức mạnh bóp méo sự thật và gieo rắc nỗi sợ của phim ảnh trên thực tế lớn hơn những gì bạn hình dung. Theo thông lệ thì cứ sau khi một cuộc chiến tranh lớn mà Hoa Kỳ tham gia kết thúc, ngân sách quốc phòng sẽ bị cắt giảm. Tuy nhiên, sau chiến tranh Việt Nam, chi tiêu quốc phòng của Mỹ không những không giảm mà còn tăng đều đặn. Công chúng Hoa Kỳ đã bị thao túng bởi phim ảnh và các chiêu bài tuyên truyền quá lâu và thực sự tin rằng nước Mỹ đang bị đe dọa bởi thứ gọi là chủ nghĩa cộng sản. Nỗi sợ đó đã chuyển hóa thành một ngân sách quân sự ngày càng phình to để đối phó với sự hoang tưởng được diễn giải từ những bộ phim Hollywood và sự tàn ác của chính người Mỹ. Khi Tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ Harry Truman cố gắng thuyết phục Quốc hội tăng chi tiêu quân sự, Thượng nghị sĩ Arthur Vandenberg đã khuyên ông ấy nên dọa cho họ xanh mặt đi, scare the hell out of them, và để Hollywood đóng vai ông Barbie. Mối thân tình giữa Hollywood và chính phủ Hoa Kỳ có vẻ vẫn còn bền chặt cho đến tận ngày nay. Các hồ sơ cho thấy rằng từ năm 1911 đến năm 2017, hơn 800 bộ phim điện ảnh và hơn 1.100 phim truyền hình đã nhận được tài trợ từ Lầu Năm Góc, trong đó có nhiều thương hiệu bom tấn như là Transformers, Iron Man và The Terminator. Anh chị em ấn tượng với sự thật nào nhất? Nhớ để lại comment bên dưới. Như mọi khi, nhớ đăng ký VFX và rung chuông để đón xem các nội dung bánh cuốn của chúng tớ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!